tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn tiểu thuyết Người Anh Cả của nhà văn Lê Văn Trương. Tác phẩm được đăng trên Phổ Thông Bán Nguyễn Sang các số 73, 74 và 75, phát hành năm 1935. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 4. Đạt quần áo tề chỉnh ở trong nhà đi ra. Em đi đằng này một chút nhé, Vượng vội vàng ngăn. Ấy, chú hay ở nhà tôi bảo cái này đã. Có một việc cần, một việc rất cần. Chàng dằn từng tiếng ở câu sau để cho bà Phán Hữu hiểu ý mà đi. Nhưng bà Phán Hữu không hiểu. Bà ngồi mãi, ngồi mãi cho đến gần 9 giờ bà mới đứng dậy. Trước khi đi, bà còn mời Vượng lại đàn bà đánh tổ tôm. Vượng từ chối một cách quyết liệt. Tôi có việc cần với chú nó. Bà Phán Hữu đi rồi, Vượng thở dài một cách khoan khoái. Nhàn thì cười bảo anh: bà này coi bộ quý anh lắm. Ui dạ, nói như mẹ môi, ai mà chịu được. Cô lên gọi chú ba xuống đây. Nào, chú định may gì nào? Đóng một đôi giày nhé. Vượng vừa nói vừa cầm bút biên. À, may gì thì may, nhưng cũng phải chừa ra 50 để về quê Tết này, và 50 mua các thức về biếu bác và chú. Thế nghĩa là chỉ còn 160 thôi đấy. Thịnh nhìn anh. Thế anh có may gì không? Chú cứ may đi, rồi anh liệu. Áo chú hai cũ lắm rồi. Thôi, để ra 30 cho chú hai. Đạt chưa nói gì thì Thịnh đã nói. Dạ, bây giờ 30 thì mặc không được, cũng phải 35 đồng. Thế nghĩa là chú muốn may bộ áo 35 đồng chứ gì? Đây, cho chú 42 đồng, cả tiền giày. Chú hai cũng cầm lấy 40, muốn may gì thì may. Thịnh cầm tiền xoăn xoe. Hay tôi không may áo nữa, tôi may ba đề suy. Ba đề suy của tôi cũ lắm rồi. Vượng ngẫm nghĩ một lát rồi đưa cho em 20 nữa. Ừ nhỉ, tôi vẫn định bảo chú cần phải may ba đề suy. Thịnh hớn hở cầm lấy tờ giấy 20 đồng. Thế còn em Nhan? Thì nó phải may măng tô và mua cho nó chiếc nhẫn. Đây, cho cô 50, đủ chứ? Thưa, còn thì để sắm vặt. Đạt nhìn ở trước mặt chỉ còn hơn 10 bạc, liền hỏi. Thế anh không may gì ư? Tôi ấy à, áo tôi hình như hay còn mới. Anh may cùng với thằng Thịnh, nhưng tôi giữ gìn, kể gì với chú ấy. Đạt liền cầm 10 bạc ném trả lại anh. Thôi, tôi may bộ áo 30, cũng sang chán. Vượng gạt đi. Bộ dạ phải may thứ tốt mới đẹp và bền lâu, chứ may thứ rẻ thì mấy chốc bạc màu rồi trơ vải ra. Nhưng thế thì anh không còn tiền để may, vì anh phải để dành 100 bạc đến Tết. Nhàn cũng đưa trả 20. Hay em trả mua nhẫn nữa, đeo một chiếc này cũng được rồi. Vượng đùng số tiền lại trả em. Ồ, con gái cần phải ăn mặc, chả nhẹ lại không có tí vàng nào ở trong người. Cô cứ sắm. Thôi, để 80 đến Tết thôi. Anh cũng may vậy. Mai chú ba đi chợ may xem có cái mẫu nào đem về đây cho anh coi. Rồi ngày kia sáng chủ nhật chúng ta cùng đi sắm một thể. Chú thì hẳn phải sành hơn tôi với chú hai. Nói xong Vượng đưa 80 cho Nhàn. Số tiền này cô cất đi, từ giờ đến Tết tôi sẽ xoay được 20 tiền vào đấy. Chứ một năm mình mới về quê một lần, không có quà cáp cho mọi người thì coi không tiện. Anh em còn đang bàn soạn thì Quỳ đến với một vẻ mặt ngơ ngác. Mợ tôi mệt, mời anh lên ngay. Vượng hoảng hốt vì chàng coi bà Xuân Thái như mẹ. Mệt soàng thôi đấy chứ. Cũng soàng thôi nhưng nặng lắm. Vượng kéo Đạt. Thế chú lên với tôi, nhờ có phải đi mời doctor hay tiêm tiết gì thì nó tiện. Thế nào, có đánh giấy cho anh cả chưa? Mợ tôi mới mệt buổi chiều, mời anh lên xem sao rồi sẽ liệu. Hai anh em Vượng lên đến nơi thì bà Xuân Thái đang nằm trên giường rên khừ khừ. Thấy cửa buồng đóng kín mít, Đạt vội vàng bảo: ấy, phải mở cửa ra cho khí trời vào, chứ u uất thế này người khỏe cũng phải ốm. Quỳ nhìn Đạt bằng một cái nhìn kính phục. Thế mà em lại cứ tưởng có gió vào độc lắm. Vượng nghe thấy tiếng em nàng dùng để xưng hô với Đạt ngọt ngào hơn là tiếng em nàng xưng hô với mình.
Bà Xuân Thái thấy Vượng lên, liền giơ tay vẫy lại gần. Vượng ngồi sát ngay cạnh bà. Sau một cơn ho, bà bảo Vượng: "Mẹ mệt lắm con ạ." Sự xưng hô thân mật ấy làm cho Vượng rơm rớm nước mắt, nhưng làm cho Quỳ không bằng lòng. Quỳ đăm đăm nhìn Đạt, lúc ấy đang đứng đằng sau anh. Vượng đặt tay lên trán bà Xuân Thái: "Cha, nóng lắm. Bà để cho chú nó xem bà, rồi thế nào ta liệu gọi đốc tờ. Cậu hai cũng đến đấy à?" Đạt không trả lời, tiến lại gần nắm lấy tay nghe mạch. Mạch chạy mau quá. Bà thấy trong người làm sao? "Buổi chiều tôi tắm xong là thấy ngây ngây, rồi thì cơn sốt kéo đến." "Sốt nhiều lắm, phải đi gọi đốc tờ mới được." Bà Xuân Thái chép môi rồi rên: "Không khéo lần này tôi chết mất. Thằng cả nhà tôi không biết có ăn ở với em được như anh em cậu không." "Không sao, cảm đấy thôi. Đốc tờ đến tim là có thể khỏi ngay, bà đừng ngại." "Tôi tức ngực lắm, không thở được." Vượng lấy tay vuốt ngực cho bà Xuân Thái rồi bảo em: "Chú đi gọi thầy thuốc đi." Đạt vừa toan đi thì Quỳ đã bảo: "Anh làm ơn đánh hồi dây thép, gọi anh cả tôi về với." Vượng vội gạt đi: "Hãy để xem đốc tờ nói bệnh tình làm sao đã, chứ không làm cho anh ấy loạn lên vô ích." "Mợ em không thế này bao giờ, cô cứ yên tâm. Đây với Thành Hóa có ô tô đi một nhoáng là đến nơi." Bà Xuân Thái rên rỉ: "Anh no nói phải đấy." Thầy thuốc đến khám bệnh, nói bà Xuân Thái bị lạnh phổi, cần phải đưa ngay lại phòng khám bệnh của ông ta để bơm dưỡng khí. Quỳ nghe thấy nói thế, sợ hãi cuống cuồng. Đạt vội vàng nói cho nàng yên lòng: "Bệnh thấy là thường, bơm vào là đỡ ngay." Vượng ké lưng cổng bà Xuân Thái ra xe. Tí thấy thế khóc nức nở: "Đừng khóc, mở tim xong mở lại về. Thôi cô Quỳ ở nhà với cậu ấy, hai anh em tôi săn sóc cụ đủ rồi." Quỳ không nghe, nhất định đòi đi theo. Vượng với Quỳ ngồi đỡ bà Xuân Thái ở đằng sau xe, còn Đạt vì chật chỗ phải đi xe đạp theo. Lúc xe sắp chạy, Vượng dặn với em: "Chú ra đánh dây thép cho anh Hồ và về bảo chú Thịnh lại đây đem chăn gối và mọi thứ cần dùng đến nhà thương hộ." Lúc thầy thuốc đã bơm dưỡng khí xong và bà Xuân Thái đã thiêm thiếp ngủ, Vượng bảo Quỳ: "Thôi bây giờ thì cô về nhà để tôi trông cụ cho." Quỳ không nghe: "Em cứ ở đây cơ." "Cô ở đây không tiện, lại cũng chẳng có ích gì. Không có chỗ ngủ mà cần phải có người coi nhà. Tôi bảo phải nghe." Vượng bảo Quỳ không nghe, nhưng Đạt bảo thì nàng nghe ngay: "Cô ở đây vô dụng, chỉ thêm làm bận rộn cho người ta. Anh cả với chú ba cũng về đi, để mình tôi ở đây." "Hai chú còn cần phải học." "Thôi hai chú đưa cô ấy về, tôi bảo ai thì cũng phải nghe. Sáng mai cô đến bảo U già đến ngay đây." "Thế anh giúp em nhé, nhưng mai anh phải đi làm." "Ồ, đối với tôi thức một đêm nghĩa gì. Cô cứ vững tâm đi về đi, bà không sao đâu." 2 giờ đêm, theo lời thầy thuốc dặn, Vượng đang cho bà Xuân Thái uống thuốc thì vợ chồng Hồ ở Thanh Hóa ra đến nơi. Thấy bạn, Vượng vội nói ngay: "Lúc nãy tưởng nguy, nhưng bây giờ thì chắc chắn là không việc gì." Bà Xuân Thái thấy con về sẽ quay đầu lại. Hồ lại gần nắm tay mẹ: "Mợ có làm sao không?" Bà Xuân Thái lắc đầu: "Không sao, con đã về đấy ư? Cả cháu có về không?" Hồ nghe mẹ nói thế hoảng sợ: "Mẹ mệt lắm ư? Để mai con cho chúng nó về." "Ấy là mợ hỏi thế thôi, chứ mợ chưa việc gì. Không có anh cả, anh ấy mời đốc tơ thì không khéo khốn." Hồ toan nói thì Vượng vội ngăn: "Thôi anh để cho cụ ngủ, chị cũng về ngủ đi. Tôi với anh ở đây là đủ rồi." Vợ Hồ đi rồi, Hồ khép cửa rồi kéo bạn ra ngoài hàng hiên: "Đốc tờ bảo bệnh tình mở tôi thế nào?" "Bà tắm lạnh, bị cảm đau màng phổi, nhưng biết ngay thành ra không việc gì." Hồ nắm tay bạn: "Cảm ơn anh, không có anh thì các em tôi ở nhà lúng túng không khéo nguy." "Ồ, tại làm sao lại cảm ơn? Bà thường ngày vẫn coi tôi như con." Hồ trầm ngâm một lát: "Công việc của tôi ở dưới ấy bề bộn quá. Nếu mai đốc tờ mà nói không việc gì thì tôi để nhà tôi lại đây, rồi ngày kia tôi lại phải đi xuống dưới ấy. Công việc cấp bách
mà sếp mới gắt lắm. Trên này mọi việc nhờ anh. Được rồi, nếu có cần anh cứ đi. Đã có tôi với các chú ấy, anh đừng ngại. Nói dại có thế nào tôi sẽ đánh dây thép cho anh. Mỗi ngày anh đánh dây thép cho tôi một lần. Nhưng anh cũng phải chờ mai doctor nói thế nào rồi anh mới đi được chứ. Thì đã hẳn, ấy là tôi dặn phòng thế thôi. 3 ngày anh để chị ấy và cô Quỳ ở đây trông cụ, còn đêm thì để tôi. Thôi bây giờ anh đi ô tô mệt, có ngủ thì ngủ đi. Hai người trải chiếc chiếu ra bao lần rồi cứ nguyên quần áo như thế mà nằm. Câu chuyện tâm sự bắt đầu. Tôi chỉ lo cho mợ tôi có mệnh hệ nào thì em Quỳ năm nay đã 21, chờ 3 năm nữa thì lỡ lứa mất. Anh đừng lo, thời buổi này 24, 25 mới lấy chồng là thường. Mợ tôi thương nó lắm, vì thế mợ tôi cứ kén mãi. Chứ nó cũng đã lắm người hỏi, mợ tôi chẳng bằng lòng ai cả. Rồi chậm rãi, mợ tôi chỉ muốn tìm một người có đức hạnh chứ không cần đỗ đạt. Vượng lòng rạo rực nhưng cố lờ đi. Không, bây giờ đối với đàn bà cũng cần phải có địa vị thì hạnh phúc mới được lâu dài. Thế là họ ngu. Mợ tôi nói dại, có thế nào mà thấy nó chưa lấy được người chồng vừa ý thì mợ tôi phẫn lắm. Thế để chờ bà khỏi rồi anh liệu. Nhưng mợ tôi khó tính lắm cơ, người vừa được ý mợ tôi rất ít. Vượng lại đánh trống lảng, vợ chồng là cái duyên số, kén cũng chẳng được. Thấy Vượng cứ lảng mãi, Hồ sực nhớ đến những điều mà Vượng đã nói với mình, cũng thôi không gợi chuyện Quỳ nữa. Một lúc lâu mới hỏi Vượng, à thế nào còn anh? Anh cứ nhất định chờ cho chú Đạt chú ấy thi ra mới lấy vợ à? Thì cố nhiên, bổn phận buộc tôi phải như thế. Hồ thở dài, bổn phận nhiều khi nặng nề cho người ta thật, nhưng nó cũng đem đến cho mình nhiều an ủi. Bây giờ lấy một người vợ tốn lắm. Anh tưởng tượng một gia đình tôi bây giờ nếu thêm một người nữa. Thứ nhất, người ấy lại là một người đàn bà, cần phải trang điểm, cần phải tiêu nhiều thứ, tốn tiền. Thì anh cũng có thể chọn một người khá giả. Ừ, thì cho thế nữa, tôi khỏi lo về đồng tiền. Nhưng nó lại đem đến cho tôi nhiều cái lo khác ghê gớm hơn. Ví dụ con người khá giả ấy hợm của, trong gia đình xảy ra những sự xích mích giữa chị dâu và em chồng. Các em tôi thuần là những đứa giàu tình cảm, giàu danh dự. Chúng nó nể tôi quyết là không bao giờ chịu nói ra. Nhưng anh thử tưởng tượng sự đau đớn âm thầm của chúng nó. Cái bổn phận của tôi chẳng những là phải gây dựng cho chúng nó, lại phải còn tìm cách tránh đi cho chúng nó những hận lòng. Tôi đã nghĩ chính, tôi chậm hưởng hạnh phúc yêu đương vài 3 năm không sao, chứ lấy ngay vợ về mà lỡ xảy ra xích mích thì sẽ có ảnh hưởng không tốt cho cuộc đời của chúng nó về sau. Và anh em đang hòa thuận như thế này. Hồ thở dài, làm người anh cả cần phải hy sinh nhiều thật. Thế cũng không gọi là hy sinh được, bởi chính mình tìm ngay thấy cái ý nghĩa của cuộc đời ở đấy, và mình cũng đã được hưởng bao nhiêu vui thích. Anh đã biết thầy tôi đấy chứ? Có, ông nhà ở với anh em thì lúc nào cũng như bát nước đầy. Nhiều người thấy thầy tôi bù đắp cho anh em nhiều quá, cho là thầy tôi dạy, nhưng họ có hiểu đâu, chính thầy tôi đã tìm thấy biết bao sướng thỏa về tinh thần ngay ở trong bù đắp ấy. Mỗi người có một quan niệm về cuộc đời khác nhau. Tôi thì có một quan niệm về cuộc đời giống thầy tôi. Tôi cho trong gia đình ai cũng có thể nghĩ đến mình, duy có người anh cả là không thể. Tôi càng không thể vì thầy mẹ tôi đã mất, không còn sống để gây dựng cho các em tôi nữa. Nhưng tôi chỉ lo một ngày kia những hy sinh ấy sẽ đưa anh đến hối hận. Không, tôi cũng sẽ như thầy tôi, chẳng hối hận bao giờ. Bà Xuân Thái nằm ở nhà thương hơn 1 tháng thì về nhà. Trong cái thời gian ấy, trưa nào Vượng cũng đến thăm bà, và tối nào cũng ngủ lại để trông coi bà. Từ ngày ấy thì bà Xuân Thái thuần gọi Vượng bằng con, và bà xưng với Vượng bằng mẹ. Các em Vượng đến thăm bà, nghe bà xưng hô với anh mình như thế, đều yên trí rằng bà đã nhất định gả Quỳ cho Vượng, và đã có lần thịnh gọi Quỳ bằng chị. Người sung sướng nhất trong 3 em Vượng là Nhàn. Nhàn biết anh yêu Quỳ và nàng cũng mến Quỳ nữa.
nhưng chỗ mà nàng không biết là Quỳ yêu mến Đạt, mà Đạt thì vô tình nên cứ làm ngơ, và nhiều khi lại còn sẵn với Quỳ là khác. Điều ấy thì Vượng biết. Vì thế mỗi khi thấy bà Xuân Thái quyến luyến mình, chàng băn khoăn không biết là nên buồn hay nên mừng. Người khó chịu nhất khi nghe bà Xuân Thái xưng hô mẹ con với Vượng có lẽ là Quỳ. Quỳ kính trọng Vượng lắm, và thấy Vượng chăm chút mẹ mình, nàng cũng cảm động. Nhưng ái tình là một thứ kỳ quái, nó có phải chỉ là một lòng kính trọng là đủ kéo nó lại đâu. Vốn tính người vui vẻ và bồng bột, nàng bị ảnh hưởng bởi vẻ trầm mặc của Đạt. Tình yêu vốn có những sự cảm ứng trái ngược như thế, và nói cho đúng ra, nàng cũng bị ảnh hưởng bởi trào lưu sùng bái những cái bề ngoài của thời đại. Lấy Vượng thì nàng chỉ là một cô ký, mà lấy Đạt thì nàng sẽ trở nên một bà đốc. Trong tình yêu của cô gái ngây thơ cũng xen vào một sự tính toán, sự tính toán tự nhiên của bản năng tự tôn mà không một ai có thể trách nàng. Đạt thì chẳng thấy gì hết. Một là chàng yên trí rằng một ngày nào kia thế nào nàng cũng lấy anh mình. Lại nữa, chàng đã tìm cho đời chàng một lý tưởng cao siêu hơn người đàn bà. Cái làm cho chàng mê man không phải là những sách thuốc, mà là vấn đề chính trị. Tuy bây giờ chàng còn ở trong thời kỳ nghỉ ngơi và hàm dưỡng, chàng chưa nói hở ra với ai, nhưng trong đầu chàng, trong tim chàng đã có nhiều cơn bão táp ghê gớm. Chính những cơn bão táp của tinh thần ấy đã đem đến cho diện mạo chàng một cái đẹp khắc khổ. Nó cuốn hút lòng Quỳ về với chàng. Từ ngày bà Xuân Thái ở nhà thương về thì bà coi Vượng như con rể bà rồi. Thôi thì nhà động có thứ gì ngon lành là bà bắt thằng bếp hay u già đem lại tận nhà Vượng. Và thường thường buổi chiều bà cho người nhà chờ ở cửa sở để mời Vượng lại ăn cơm. Vượng vì thấy bà còn yếu cho nên buộc lòng phải chịu. Những chủ nhật thì Vượng không đến từ sớm không được. Mới 8 giờ đã có mấy tin lại mời. Nhiều lần bà bắt Quỳ đi. Cái ý định của bà thì cả nhà ai cũng biết. Quỳ thì không vui lòng, nhưng một khi mẹ đã ép thì nàng cũng phải vâng lời. Còn Hồ thì chỉ lo Vượng từ chối để cho mẹ mình phải buồn. Vượng thấy Quỳ không yêu mình thì đau đớn lắm. Nhưng chàng đã cân nhắc một cuộc nhân duyên của Quỳ đối với Đạt. Chàng thấy rằng cuộc nhân duyên ấy lợi cho em mình nhiều lắm. Chàng chưa rõ những tư tưởng của Đạt, cho nên chàng đinh ninh rằng nếu chàng bảo thì thế nào Đạt cũng nghe. Một buổi chiều thứ bảy, nhân cả vợ chồng Hồ cũng về thăm mẹ, bà Xuân Thái bảo làm cơm rồi mời Vượng đến. Sau bữa cơm, bà cho gọi Vượng và Hồ lên gác. Lúc bà vẫy Vượng lại gần giường, nắm tay chàng rồi bảo Hồ: mẹ định gả em Quỳ cho cậu cả, con nghĩ thế nào? Vượng nghẹn thở chưa biết nói sao thì Hồ đã nhìn Vượng bằng một ánh mắt cầu khẩn rồi bảo: nếu anh Vượng bằng lòng thì con cho không còn gì tốt hơn. Thấy Vượng cứ ngồi lặng im, Hồ lo ngại: nhưng con chỉ sợ anh ấy không bằng lòng thôi. Bà Xuân Thái vuốt cổ tay Vượng: tại sao con lại không bằng lòng? Nó hiếu thảo lắm, nó cũng hiền hậu như con ấy. Có phải con chưa muốn cưới ngay? Con chờ đến khi Đạt ra thì mợ cũng bằng lòng cơ mà. Con cứ ừ đi một tiếng thì mợ không gả nó cho ai nữa, để nó chờ con. Con ừ đi cho mợ bằng lòng. Trời rét như cắt mà mồ hôi Vượng vã ra như tắm. Trong tâm hồn chàng nổi lên một cuộc phấn đấu ghê gớm. Chàng nghĩ đến một cuộc nhân duyên mà vợ chỉ đem về một lòng kính trọng. Chàng nghĩ đến cái phần hạnh phúc mà chàng bị mất. Chàng nghĩ đến nỗi tẻ lạnh của đời chàng sau này. Chàng nghĩ đến Đạt, nghĩ đến tấm lòng Quỳ yêu Đạt, nghĩ đến cuộc hôn nhân bắt đầu bằng một tình ái của Đạt với Quỳ. Chàng nghĩ đến cái tính vung quăng bỏ vải không cần tiền của Đạt. Chàng nghĩ đến cái địa vị của Đạt sau này phải cần nhiều tiền để khuếch trương. Chàng nghĩ miên man, chàng nghĩ đến tất cả. Rồi chàng vuốt những giọt mồ hôi lã tả trên trán. Bà và anh có lòng. Chàng vừa nói đến đấy thì Hồ nhìn sắc diện của chàng biết trước rằng chàng sẽ từ chối, liền ngắt lời: anh phải nghĩ kỹ, anh phải đắn đo suy nghĩ những cái mà anh sẽ mất. Anh nói anh cần chờ cho đến khi chú Đạt thi ra thì mẹ tôi cũng đã bằng lòng rồi đấy. Anh phải nghĩ kỹ, anh phải nghĩ chín. Mắt Vượng sáng quắc một cách đành lòng: tôi đã nghĩ chín, tôi đã nghĩ kỹ.
Nếu có phải bà và anh đã thương tôi thì tôi xin cô ấy cho chú Đạt. Chứ tôi thì nhiều tuổi lắm và tôi không có địa vị gì, sợ không xứng đáng. Hồ đứng phắt dậy. Không, anh xứng đáng hơn chú Đạt nhiều. Ai mà có thể ví với anh được. Bà Xuân Thái cũng vội vung vào. Mợ thương là thương con, mợ bằng lòng là bằng lòng con. Mợ muốn cho nó lấy được một người hiếu thảo như con, chứ người sang trọng giàu có thì thiếu gì. Vượng liếm hai mép lúc ấy đã khô như ngói. Bà đã thương con thì chú nó cũng thế. Hồ phát gắt. Tại sao cũng thế được? Như thế là anh bỏ cái lòng mợ tôi và tôi quý mến anh. Trước cái tình bạn tha thiết ấy, Vượng thấy mình cần phải thú thật. Chàng nói bằng tiếng Pháp. Tôi nghĩ là nàng yêu em tôi chứ không yêu tôi. Nàng đã... Vượng ngắt lời. Đấy là một thứ tình yêu thuần lý tưởng, chưa có gì thực tế cả. Tôi cảm thấy qua những cái nhìn, qua cách xử sự của nàng. Của em gái tôi? Vâng, của em gái anh. Nhưng mà em trai anh? Tôi chưa rõ lắm, nhưng mà em tôi nó chẳng mong gì hơn. Trong trường hợp đó lại là chuyện khác. Bà Xuân Thái thấy hai người bàn soạn bằng tiếng Tây có vẻ không bằng lòng. Thì các con muốn nói gì cứ nói, hà tất phải nói tiếng Tây để giấu mợ. Hồ bèn đỡ lời Hồ Vượng. Anh ấy bảo hình như em Quỳ nó muốn lấy chú Đạt hơn. Sao lại hình như, sao lại như thế được? Thì mợ còn lại gì con gái bây giờ, nó vẫn thích những người có thể có địa vị và trẻ trung, chứ những người như anh Vượng. Thế thì chúng nó dại. Nhưng mợ bảo biết làm thế nào, một khi đã không thích nhau mà lấy nhau thì gia đình làm sao mà êm đẹp được. Bà Xuân Thái phải vuốt bụng trước sự thật. Bà chép miệng. Ngu đến thế thì thôi. Vượng vội vàng an ủi bà. Thì trong hai anh em con, bà thương ai cũng thế. Quay sang Hồ. Có một cách dễ biết lắm, và nó sẽ làm cho anh hết nghi ngờ, là anh cho gọi cô ấy lên hỏi rằng bà muốn gả cô ấy cho một trong hai anh em tôi. Anh sẽ thấy cô ấy bằng lòng ai. Bà Xuân Thái buông tay Vượng, nhưng bà vẫn xưng hô mẹ con. Thôi, mợ hiểu rồi. Mợ vẫn đinh ninh dành nó cho con, nên đã có nhiều đám đến xin, nhưng mợ đều từ chối. Nó đã không biết vàng thau. Thưa bà, chú hai nó lại còn có nhiều đức tính hơn con, học hành giỏi hơn là khác. Con cho rằng chú ấy mới xứng đôi hơn. Thôi thì đằng nào cũng là bà thương. Bà Xuân Thái vẫn chưa được hả lắm. Không, chú hai thì cũng ngoan, nhưng không thể ví như con được. Thôi thì con đã nói thế thì mợ cũng bằng lòng. Mợ năm nay già lắm rồi, sống chết ngày nào chưa biết. Con liệu mà thu xếp cho chúng nó thành gia thất đi, để mợ sống, mợ trông thấy, cho mợ vui mừng. Mợ chỉ tiếc mợ không có ba con gái để gả cho cả ba anh em thôi. Thế mai con bảo chú hai đến đây chơi nhé. Thôi thì hai nhà đã là như một, ta tiệp dịp thế nào xong thôi, chẳng bày vẽ ra nữa. Sao cho chồng chống, mợ sẽ cho chúng nó bốn nếp nhà ở hàng bông. Thôi thì mợ chẳng lấy gì cả, hoa hộp của nó cũng đủ cả rồi, nên chẳng cần phải sắm gì. Con chỉ lo cho chúng nó cái lễ tổ là xong. Và nếu có phí tổn gì, mợ sẽ cho hết. Nhà nhờ trời, cũng có bắt ăn. Chẳng cho các con thì cho ai? Chương 6. Vượng ở nhà bà Xuân Thái đi ra được mấy bước thì trời đổ mưa. Một cái mưa giông không nặng hột, nhưng gió rét căm căm. Vượng không nhận thấy, những giọt nước mưa quất vào mắt, vào cổ, cả rét thấu xương nó lùa qua ống tay áo. Trong người chàng nóng ra, chàng tưởng chừng như mình sốt rét. Những người đi đường đã bắt đầu tránh vào các hiên nhà, mà chàng cứ đi, chẳng biết rằng mình đi đâu. Trong cơ thể chàng cảm thấy như có một cái gì nó sai khớp, rồi nó làm cho các bộ phận nẻ ra, nứt ra. Chân tay bỗng nặng như chì. Chàng cho rằng mình đi được như thế này là khó khăn lắm, là chậm chạp lắm. Chàng đi như một thằng người máy, do bản năng đưa dắt,
chứ mắt thì không trông thấy gì hết. Hay chỉ trông thấy ở trước mắt những cái gì lao sao lộn xộn, chẳng thành hình gì cả. Lúc ấy chàng như điên vì thất vọng, điên vì đau đớn. Cái mà chàng tha thiết ao ước trong bao năm trời nay không bao giờ đến với chàng nữa. Phần đẹp đẽ và tươi trẻ của đời chàng hết rồi. Bây giờ chàng chỉ còn như con trâu già mãn kiếp, bị buộc vào lưỡi cày của nghĩa vụ. Chàng muốn khóc, chàng muốn kêu, chàng muốn lăn ra đất, chàng muốn đập đầu vào tường. Đầu chàng như bốc lửa, mắt chàng như bốc lửa, nhưng trong ngực thì một cái gì nặng không thể tả, làm cho rời rã cả chân tay. Đến hàng bồ thì chàng vấp phải một bà cụ già, mà chàng thoáng nhìn thấy một bộ mặt hung ác. Bà cụ già mắng chàng ngay: "Mắt mù đây à, đi với đứng." Chàng cũng chẳng nghĩ đến sự xin lỗi, chàng cứ đi mau, đi mau. Nhưng vì việc ấy, tư tưởng chạy lộn trở lại, trở về với thực tế. Chàng bước chậm lại, chàng thấy phải cần hút thuốc lá, thứ mà chàng đã nhịn mấy tháng nay. Chàng vào một hiệu tạp hóa, cô bán hàng với một nét mặt tươi cười đưa cho chàng một bao thuốc lá, rồi tới khi chàng đưa ra đồng bạc lại tươi cười mà bảo với chàng: "Tôi tiếc rằng tôi không có tiền lẻ để trả lại ông." Chàng lục các túi, rồi chàng thoáng nhìn thấy nét mặt xanh nhợt của chàng ở chiếc gương phía sau cô thiếu nữ chiếu lại. Chàng giật mình. Lúc ấy chàng mới nhận ra rằng chàng vừa qua những phút khủng khiếp. Thuốc lá chàng hút không mấy ngon, nhưng nó đem lại cho chàng sự bình tĩnh. Chàng thấy rằng mình không thể về báo một cái tin, tin mừng như thế cho em bằng một bộ mặt đưa ma như thế này. Cái tin ấy phải được báo bằng một nụ cười, những nụ cười. Rồi chàng cười, chàng cố cười, nhưng sự cố gắng ấy chỉ đem đến cho mặt chàng những cái nhăn xấu xa và nhạt phèo. Lúc ấy lòng kẻ làm anh đã lại hồi phục được cái bản thể của nó. Chàng tự trách những đau đớn của mình. Những đau đớn ấy sẽ làm giảm cái hạnh phúc của Đạt, của Quỳ, mà chàng thì không có quyền đau đớn bởi cái hạnh phúc của các em chàng. Cái ý nghĩa ấy làm cho chàng tỉnh táo. Chàng mở cửa bước vào nhà, trong lúc Đạt đang dạy Thịnh những miếng vỏ nhật dưới con mắt kính phục của nhàn. Hai người thấy chàng hút thuốc lá đều reo: "À, anh cả hôm nay lại hút thuốc lá." Chàng nắm ngay lấy cơ hội ấy, chàng cười, chàng cố cười, rồi chàng nói một hơi như người muốn mau mau chút một gánh nặng: "À, hôm nay là ngày vui mừng phải khác chứ. Chú Hai, anh có một cái tin mừng báo cho chú biết." Đạt tiến lên đi một đường quyền, rồi lại sát ngay trước mặt Vượng vỗ tay: "Em biết cái tin mừng ấy rồi, vì thế mà bà Xuân Thái cho mời anh lại." Nhàn cũng sấn đến nắm cánh tay Vượng: "Em cũng biết rồi." Thịnh vốn tính người sôi nổi, ồn ào hơn: "Em đã biết từ lâu lắm rồi." Thịnh nhảy lên với cái bóng đèn, rồi quay tròn một vòng: "Chúng em không cầu mong gì hơn." Vượng bỗng như thấy mình nhút nhát trước những con người tiên tri ấy. Chàng cố hết sức giơ tay lên vỗ vào vai Đạt, rồi chàng tưởng chừng như mê đi sau câu nói: "Hôm nay bà Xuân Thái ngỏ ý muốn gả cô Quỳ cho chú, tôi đã bằng lòng." Một tiếng ồ bật ra liền một lúc ở miệng ba người. Họ đều có cái cảm tưởng như ai vừa hắt một chậu nước trúng mặt họ. Đạt trố mắt nhìn anh: Tôi à? Nếu không có cử chỉ của các em, có lẽ Vượng đã ngất đi. Nhưng mày, những cử chỉ ấy khiến cho chàng có đủ nghị lực đi tới cùng con đường của sự hy sinh. Chàng trả lời cái nhìn kinh ngạc của em bằng một cái nhìn hân hoan: "Ừ, chú. Bây giờ chú để cho anh bắt tay mừng chú." Đạt không giơ tay ra. Đạt nhìn anh bằng một cái nhìn dò xét, rồi hình như Đạt thấy biết sự thật. "Anh nói lạ, nếu bà Xuân Thái mà có gọi gã thì phải gọi gã chị Quy." Đạt đã gọi bằng chị. "Cho anh, bởi anh là một ông thần trước con mắt bà ấy." Vượng vụt cảm thấy phút ấy nghiêm trọng. Tan vỡ hay thành tựu là ở phút này đây. Chàng cố điềm tĩnh: "Nhưng chú là ông thần trước mắt cô ấy. Là một người mẹ thì phải vì con mà kén chồng, chứ không thể vì mình mà kén rể." Đạt khoanh tay lên trước ngực, rồi lại duỗi tay ra lắc cánh tay anh: "Không thể thế được. Chúng tôi đã được nhận ở anh nhiều sự hy sinh, nhưng chúng tôi không thể nhận ở anh sự hy sinh này. Đời anh sẽ ra sao nếu anh không lấy cô ấy?"
Vượng tưởng chừng như nghe chính lòng đau thương của mình đang lên tiếng. Đạt lại nói: anh tưởng rằng chúng tôi không biết anh yêu cô ấy đấy à? Chúng tôi mới biết ít lâu đây, chứ em Nhàn nó đã biết từ lâu. Chúng tôi đang bàn nhau. Vượng ngắt lời em: cô nhầm, chú nhầm. Tôi coi cô Quỳ cũng như cô chú thôi. Bà Xuân Thái bạn với mẹ coi tôi như con, thì tôi cũng coi cô Quỳ như em. Bây giờ bà Xuân Thái đã có lòng tốt như thế thì chú lấy đi, nhà sẽ thêm vui vẻ. Nhưng tôi không yêu, tôi không thể lấy được, thì anh bảo sao? Nhưng tôi đã trót nhận lời với bà ấy thì làm thế nào? Tôi không, tôi thề, chú bằng lòng đi, cô ấy yêu chú lắm. Sắc mặt của Đạt bỗng trở nên lạnh như dao. Vượng biết rằng sắp có những lời quyết liệt thốt ra ở miệng em mà xưa nay chàng đã nhận thấy một khí phách ngang tàn. Khi nào mà Đạt đã dùng đến cái sắc mặt ấy thì không có gì có thể lay được sự quyết định của nó. Xưa nay tôi vẫn vâng lời anh như vâng lời thầy, mà thật ra thì chúng tôi coi anh cũng như thầy. Những ơn huệ anh ban cho chúng tôi là ơn huệ của một người cha. Nhưng lần này tôi xin phép anh cho tôi không phải vâng lời anh, bởi vì tôi không thể vâng lời. Nhưng tôi đã bảo với chú rằng tôi không, tôi chỉ coi cô ấy như một người em mà thôi. Cho dù anh không yêu cô ấy nữa thì tôi vẫn không thể lấy vợ, cô Quỳ hay người khác. Tôi không thể lấy vợ vì nhiều lẽ. Và tôi xin phép anh cho tôi nói thẳng, bởi vì chỉ có sự nói thẳng ấy mới xứng đáng những hy sinh của anh đối với chúng tôi. Anh cũng phải để cho chúng tôi làm người chứ. Anh đã có công ăn việc làm rồi, anh lại hơn tuổi, thế mà chỉ vì chúng tôi anh không lấy vợ. Thế tại làm sao tôi đang còn đi học, chưa có một kế mưu sinh, anh lại muốn cho tôi lấy vợ? Tôi có thể nhờ anh, bởi vì anh thay thầy, nhưng tôi không thể nhờ vợ. Không phải là tôi trách anh, tôi biết vì anh thương tôi mà mưu tính việc ấy. Nhưng anh cũng phải cho quyền chúng tôi được chọn con đường đẹp đẽ ở đời mà đi chứ. Anh trau dồi cái nghệ thuật làm anh thì anh cũng phải để cho chúng tôi trau dồi cái nghệ thuật làm người chứ. Có thế thì chúng tôi mới xứng đáng là em của anh, là con của thầy, mới xứng đáng với sự dạy dỗ của anh trong bao lâu. Anh yêu tôi như một đứa em, nhưng anh nên nhìn tôi là một con người. Khi nào nguyện vọng của tuổi trẻ chưa thành đạt, cái lý tưởng của đời người tôi chưa tìm thấy, anh muốn tôi lấy vợ, tức là anh muốn cho đời tôi nhỏ hẹp lại. Anh không muốn cho tôi được sống một cuộc đời đẹp đẽ và to rộng hay sao? Vượng nắm tay em. Thôi, anh xin lỗi chú, nhưng chú có thể chờ đến khi chú đổ rồi lấy. Mục đích của cuộc đời đâu phải ở sự đổ đạt, nguyện vọng của tuổi trẻ đâu phải ở mảnh bằng. Thôi, nếu chú không bằng lòng thì thôi, lỗi tại anh không hỏi chú trước, lỗi ở anh thật. Cũng bởi là lòng anh thương tôi, muốn mưu hạnh phúc cho tôi. Nhưng là em của anh, tôi không chịu thứ hạnh phúc nó không làm danh dự cho đời người như thế. Ít nhất tôi cũng phải tìm cho đời tôi một con đường đẹp đẽ như của anh. Tôi hiểu, tôi hiểu, lỗi tại tôi. Việc gì anh phải trách mình, việc ấy cũng không có hại kia mà. Bây giờ tôi không lấy cô ta thì thôi, có sao? Có sao đâu, có sao đâu. Miệng tuy nói thế, nhưng vừa nghĩ ngay đến sự bà Xuân Thái có thể giận mình, Hồ có thể giận mình, Quỳ có thể ghét mình. Đạt như hiểu ý nghĩ ấy. Nếu anh hỏi tôi trước thì anh sẽ biết rõ ý kiến tôi, anh sẽ không để cho bà Xuân Thái giận anh. Nhưng giận thì làm gì? Bà ấy là bạn thân của mẹ, thì cô Quỳ đẹp, nhà bà ấy giàu, thiếu gì người lấy. Có vì việc này mà cô ấy ế chồng đâu. Bà ấy có giận thì cũng không lâu. Anh không nên bận chí về việc ấy. Không, nếu bà ấy không hiểu, giận thì cũng đành. Vượng ngồi xuống kế, Nhàn lại ngồi cạnh. Thế tại sao anh không lấy cô ấy? Em biết bà Xuân Thái quý anh lắm và muốn gả cô Quỳ cho anh hơn anh hai. Nhưng anh biết chắc rằng cô Quỳ yêu chú Đạt. Nhàn thở dài. Thôi, thế là không bao giờ chị ấy đến đây nữa. Câu ấy rung lên như một tiếng vàng chạm vào một sợi dây lòng bí mật mà Vượng cố nén đi. Thôi, còn đến gì nữa? Đạt nhìn anh, nhìn cái vẻ mặt buồn rầu của anh hỏi. Tôi chắc rằng hôm nay bà Xuân Thái đã ngỏ ý muốn gả cô ấy cho anh. Vả lại, có lẽ anh xét lầm đấy thôi. Cô ấy không thể có cảm tình với tôi được. Không, anh biết chắc. Nhưng anh nên nói thật, có phải bà Xuân Thái... Vượng lắc đầu. Không, không. Chúng tôi thì tin chắc như thế. Chú Thịnh, cô Nhàn có tin như thế không? Thịnh gật đầu. Chắc chắn là như thế.
Trong hơn 2 tháng nay thì bà ấy coi anh cả như là con rể của bà ấy rồi. Nhàn chen vào. Giá anh cả lấy chị ấy có phải vui vẻ biết bao nhiêu không? Em cứ đinh ninh là như thế đấy. Vượng cười. Anh chỉ coi cô ấy như một người em. Suốt đêm hôm nay và cả ngày hôm sau, đầu Vượng bị giày vò bởi một câu hỏi. Trả lời thế nào cho bà Xuân Thái đây? Chàng đã xếp bao nhiêu câu trả lời, nhưng chàng nhận thấy chẳng câu nào là thỏa đáng, có thể làm cho bà Xuân Thái không giận mình. Chàng nghĩ đến Hồ là người bạn thân, hiểu mình. Chàng sẽ nhờ Hồ giải cứu cho mình. Chàng định viết thư mời Hồ đến chơi, nhưng chàng lại sợ các em chàng có đấy, cuộc nói chuyện không được tự do. Chàng lại định hẹn Hồ đến một chỗ nào, nhưng chàng lại cho cũng là không tiện. Sau cùng chàng nghĩ rằng, người ta đã quý mến mình thì âu bằng nói thật với người ta. Cơm xong, chàng lại nhà bà Xuân Thái. Từ nhà ra Hàng Bạc mà chàng đi mất nửa giờ, chân mới nặng nề làm sao. Dẫu trước kia chàng không tin rằng Quỳ yếu đạt, thì lần này chàng bước chân vào nhà bà Xuân Thái chàng cũng phải tin. Quỳ mặt mũi hớn hở, đang thấp thỏm chờ chàng. Thấy chàng, Quỳ chào lớn một tiếng lại anh giòn tan rồi ù té chạy. Điều đó chứng tỏ sự vui sướng của một tình yêu đã được thỏa mãn. Hồ thấy chàng vội vàng nói ngay. Anh đoán đúng, mợ tôi hỏi nó thì nó bằng lòng ngay. Đây, anh trông bộ diện của nó. Kìa, anh làm sao thế? Không, không, anh, bà, à, sự không thành mất rồi. Tại sao? Vượng ứa nước mắt đặt tay lên đùi bạn. Anh tha lỗi cho tôi. Anh nói với bà hộ tôi, chú Đạt, chú ấy không bằng lòng. Không bằng lòng? Hồ nói xong nắm bàn tay bạn. Có lẽ chú ấy không bằng lòng vì biết anh yêu, mà anh thì yêu nó thật. Tôi biết rồi, anh đừng giấu. Lúc ấy Vượng đã bị bao nhiêu phấn đấu làm cho yếu ớt, và chàng xét không cần phải giấu người bạn chí thân của mình. Vì thế cũng có, mà vì nhiều lẽ khác cũng có. Rồi chàng thuật lại cho bạn những việc đã xảy ra ở nhà. Hồ nghe xong nhìn bạn bằng một con mắt ái ngại. Thế bây giờ làm thế nào? Tôi đã nói cho nó biết rồi, mà nó thì yêu chú Đạt lắm. Được tin này thì nó cũng khổ lắm. Biết làm thế nào? Hôm qua tôi đã bảo anh. Anh đừng nghĩ đến tôi nữa. Anh chỉ nói khéo làm sao với bà cho bà đừng giận tôi thôi. Không, để tôi dỗ nó. Biết đâu con bé cũng như chú Đạt, cương quyết lắm. Và thế này thì nó cũng đã bị xấu hổ rồi. Nó có thể giận anh. Ngày hôm sau chuyện chưa vỡ lở, nó có thể bằng lòng vì không chạm đến lòng tự ái của nó. Tôi tin rằng nó. Tôi bảo anh đừng nghĩ đến tôi. Dù cô ấy có bằng lòng tôi cũng không thể bằng lòng được. Lấy một người không yêu mình mà mình lại biết thì còn gì là hạnh phúc. Như thế thì trong anh em có nhiều điều không tiện, sẽ xảy ra bao nhiêu điều e lệ ngưỡng nghịu. Không, tôi chỉ cần anh nói thế nào cho bà đừng giận tôi thôi. Hồ kéo tay Vượng lên gác. Mợ tôi đã thương anh như con thì mợ tôi sẽ tìm cách giải quyết cho anh. Và dù thế nào tôi chắc mợ tôi không giận anh đâu. Vượng theo Hồ đến cầu thang thì vùng bỏ chạy. Thôi, anh nói giúp với bà hộ tôi không dám giáp mặt bà nữa đâu. Vượng ở nhà Hồ đi ra, không biết rằng mình đi đâu. Chàng đi lang thang khắp các phố Hà Nội, lòng bị gặm nhấm bởi một cái buồn ghê gớm. Khi thấy đã mỏi chân lắm, chàng mới dừng lại thì thấy mình đứng ở trước cửa ga. Vừa lúc ấy một cái xe đi vụt qua, rồi có tiếng người trên xe gọi chàng. Chàng ngẩng đầu lên thì ra là bà Phán Hữu. Bà Phán Hữu thấy chàng thì cho xe đổ lại, rồi bà bước xuống. Ông làm gì mà thơ thẩn ở đây thế? Vượng nói xuôi. Tôi chơi mát. Rét chết người thế này mà đi chơi mát. Mát cái gì? Có muốn ấm thì lại tôi đánh tổ tôm. Câu ấy mới làm cho Vượng biết rằng mình đang ở ngoài trời giữa một mùa đông sương mù. Chàng chưa kịp trả lời thì bà Phán Hữu lại nói. Tôi định tháng chạp gọi bác họ 500, ông chơi với tôi một bát nhé. Vâng. Bây giờ ông đi đâu đấy? Thôi lại tôi cho gọi 3 tay nữa đánh tổ tôm. Trời rét thế này, tội gì đi ở ngoài đường cho khổ thân. Vượng không ưa gì bà Phán Hữu, nhưng chàng rất sợ phải về nhà với những ý nghĩ đen tối, nên chàng bằng lòng.
Đến nhà, bà Phan Hổ vồn vã một cách lạ lùng. Bà Trùng Trình pha nước, bà Trùng Trình đứng cạnh Vượng, thủ thỉ nói với Vượng những chuyện đâu đâu. Vượng thấy thế ngượng, cứ dục: "Kìa, bà cho đi gọi người đi." Bà Phan Hổ vác lên vai Vượng: "Nóng thế cơ à, hãy uống nước đã. Không có chân thì ta ngồi nói chuyện suông." Vượng uể oải: "Ai lại chuyện suông?" Vượng đòi về, bà Phan Hữu nhất định giữ lại: "Rét mướt thế này mình về tôi thương mình lắm, tôi không bằng lòng đâu." Lúc ấy Vượng đã như người say mới tỉnh: "Nhưng cũng phải về chứ, chả nhẽ ở đây được mãi à?" "Thì ở đây mãi cũng được chứ làm sao, mình với tôi bây giờ đều tự do, ai cấm đoán được chúng mình." Vượng đã não cả lòng, thứ não lòng của kẻ đã tơ tưởng một bà tiên, nay phải nằm với một người đàn bà hạ cấp. Nghe nói thế phát cáu: "Bà tưởng thế à?" Rồi bà nói đến cuộc trăm năm: "Lương mình thì cũng chả khá, mà tôi thì cũng có ít vốn. Mình lại không chơi bời, tôi thì hàn gắn. Chúng mình lấy nhau, rồi thì chồng làm vợ kiếm, có cơ phát đạt. Thôi thì mình đã thương tôi thì chủ nhật này mình về Bắc, nói với thầy tôi một tiếng cho phải đạo, rồi chúng ta liệu gọi là mấy cái lễ cho anh em họ hàng biết, rồi mình dọn xuống đây đỡ phải tiền thuê nhà." "Nhưng tôi còn các em tôi." "Thì mình cho cả các cô chú ấy xuống đây ở với tôi, em mình cũng như em tôi." Vượng tưởng tượng tới khi các em chàng phải có một người chị dâu như thế, bỗng cau mày: "Gớm, mình nói lấy nhau dễ thế." "Ô thế thì chỉ thế này thôi à?" Rồi làm mặt giận: "Như thế thì biết nhau để làm gì. Mình nên nhớ, có lắm người lại xin lấy tôi mà tôi không thèm lấy. Tôi quý mình vì mình đứng đắn và tử tế." Vượng miễn cưỡng, phải dỗ bà Phán Hữu, vì dù sao bà cũng có bụng mến mình: "Ừ, thì để tôi xem, rồi liệu thu xếp. Tôi còn có bác tôi, chú tôi, các em tôi còn phải bàn với họ." "Nhưng nếu họ không bằng lòng thì sao?" "Sao lại không bằng lòng? Nhưng nhớ đừng có đến tôi nhé. Mình đến thì các em tôi nghi, rồi sau này có chỗ không tiện." "Nhưng mình phải xuống đây luôn cơ." "Được rồi, thế bây giờ mình để cho tôi về." "Không." Vượng lòng bất nhẫn, lại nằm xuống cố ngủ, nhưng chàng không tài nào ngủ được. Luôn luôn chàng bị cái hình ảnh của Quỳ đến ám ảnh. Chàng bâng khuâng nghĩ đến cái thiên đường mà từ đây không bao giờ chàng có thể bước tới. Rồi rút cuộc phải cẩu hợp với những con người mình không ưa, như bà Phán Hữu này. Bất giác chàng thở dài. Bà Phán Hữu lúc ấy cũng chưa ngủ, liền hỏi: "Mình muốn gì thế? Sao mình không nói với tôi? Đã là chỗ thân tình rồi." Vượng giả vờ ngủ không trả lời. 6 giờ sáng, Vượng lão đảo về nhà thì thấy Nhàn đã thức dậy, đang lau bàn ghế. Nhàn thấy anh thì hỏi ngay: "Tối qua anh đi đâu thế? Anh Hồ đến tìm anh 2 lượt, sáng hôm nay anh ấy lại đến. Không thấy anh ấy viết thư để lại cho anh đây này." Vượng run run tay mở bức thư: "Anh Vượng, hôm qua tôi nói chuyện với mợ tôi thì mợ tôi buồn lắm. Nhưng tấm lòng mợ tôi thương anh vẫn là mạnh hơn. Mợ tôi hết sức cầu khẩn với nó thì nó vì thương mợ tôi cũng đã bằng lòng. Vậy anh đến ngay, tôi phải đi thanh. Thứ năm tôi về. Bạn anh Hồ." Tái bút: "À, mợ tôi yêu cầu anh phải cưới ngay. Cụ chỉ lo chết. Sự yêu cầu của mợ tôi cũng chánh đáng, tưởng anh nên vui lòng." Vượng mân mê bức thư, lòng rạo rực những tình cảm trái ngược. Cái hạnh phúc mà chàng tưởng rằng không bao giờ với tới thì nay đã đến với chàng. Chàng đứng ngay người ra vì cái bất ngờ ấy đã làm cho chàng rối loạn. Nhàn thấy anh đăm đăm nghĩ ngợi, liền hỏi: "Anh Hồ viết gì cho anh đấy?" "Không, anh ấy hẹn đến thứ năm này anh ấy về." "Thế bà Xuân Thái không giận anh chứ?" "Không." "Ừ, em đoán đúng ngay. Anh Hồ đến đây với một bộ mặt vui vẻ lắm." "Thế anh ấy có nói gì không?" "Không, anh ấy lên gác hỏi chuyện về sự học hành của anh Đạt và anh Thịnh. Rồi anh ấy rủ 2 anh đi chơi, nhưng 2 anh không đi. 12 giờ em đã đi ngủ. Anh ấy còn đến gọi cửa. Anh ấy băn khoăn, không biết anh đi đâu. Anh ấy dặn anh Đạt hễ anh về thì phải bảo anh đến ngay." Vượng đang hỏi chuyện Nhàn thì cầu thang có tiếng chân người thình thình. Rồi Đạt và Thịnh, mỗi người chỉ mặc một cái quần cọc, tươi cười chạy xuống. Xuống đến chân thang, Thịnh nhảy lên lưng Đạt. Đạt ngồi phắt ngay xuống, làm cho lưng Thịnh nện đánh bịch một cái xuống sàn.
Mày đã biết chưa? Ấy là tao còn tha cho, chứ lộn lại thì còn đau nữa, và còn có khi gãy cổ là khác. Vượng đứng ngay nhìn cái cảnh tượng vui vẻ của các em rồi cười bảo Đạt: chú to như thế kia, chú đè nó thì nó còn thở làm sao được. Lúc ấy Đạt với Thịnh mới biết rằng anh đã về. Đạt đứng phắt ngay dậy: thế nào, anh có tập không? À, tối qua anh đi đâu đấy? Anh Hồ đến đây tìm anh 3 lần. Sáng nay anh ấy lại đến. Hình như anh ấy cần hỏi anh việc gì cần. Có, anh ấy có viết giấy cho anh. Thịnh rình lúc bất ngờ lại xô đến ôm chân Đạt. Đạt xoạc chân ra lấy thế, rồi cúi xuống khóa chặt cánh tay Thịnh, làm cho Thịnh đau quá kêu ai ái: thằng này nó học chưa giỏi mà định làm phản thầy. Thôi đứng lên, tao dạy cho miếng ấy. Đây này, xoạc chân thế này. Võ Nhật chú trọng ở chỗ bẻ cái khớp chân tay, lấy sức người mà đánh người. Vượng đứng nhìn những bắp thịt rắn chắc vờn nhau như nhìn cuốn phim vui diễn ra trước mặt mình. Chàng thấy chàng phải có cái bổn phận giữ nguyên vẹn sự yên vui ấy cho các em. Trong khi hai người quần nhau thì Nhàn cứ lấy phất trần cù vào nách Thịnh, khiến Thịnh la: ơ, cái con ranh này, mày không biết tao có lông buồn hay sao? Nhàn cứ cù khỏe, vừa cù nàng vừa cười bảo Vượng: cứ huỳnh huỵch như thế này cơm nào mà lại được, những bắp tay kia mà đụng phải ai thì chết đi được. Vượng búng vào tay Thịnh lúc ấy đã bị Đạt dùng thế đội lên: thôi, ra sau tập cho em nó quét. Vượng lên gác, đi lại phía bàn giấy. Trên bàn bừa bộn những sách vở. Chàng nhìn chồng sách, nhìn hai cái giường nhỏ kê liền nhau, nhìn bức ảnh của cha mẹ treo ở giữa tường. Rồi chàng ngồi xuống với một cả quyết. Chàng mở ngăn kéo lấy giấy, viết một bức thư cho Hồ. Anh Hồ, trước hết tôi phải cảm ơn bà. Cảm ơn anh đã thương tôi một tình thương không bờ bến. Nhưng một khi đã xảy ra câu chuyện như thế, tôi không thể vâng lời. Tôi đau đớn không thể vâng lời. Tôi cũng sung sướng vì không thể vâng lời. Nếu tôi vâng lời thì trong anh em tôi sẽ xảy ra nhiều điều e lệ, mà chắc chắn là chú Đạt nó sẽ không ở đây với tôi nữa. Tính chú tôi biết, và dù chú nó miễn cưỡng mà ở lại thì trong chị dâu em chồng cũng có nhiều chỗ không đẹp. Trong khi cô Quỳ đem hạnh phúc đến cho tôi thì cô ấy cũng sẽ đem luôn chia rẽ đến. Với lại anh thử nghĩ coi, trong một cuộc hôn nhân mà không có tình ái thì khổ cô ấy biết mấy. Tôi không có quyền làm khổ cô ấy, cũng như tôi có cái bổn phận phải giữ sự yên vui cho các em tôi. Thôi, việc đời đã không thể hoàn toàn theo ý muốn của mình thì tôi đành phải chọn con đường của nghĩa vụ. Anh là người bạn tâm tình, xin hiểu cho tôi. Bạn anh, Vượng. Nghỉ hè năm ấy Đạt không được lên lớp. Vượng cũng không mắng em, chỉ bảo: thôi, năm nay thì chú phải cố nhé. Đạt trả lời bằng một giọng bí mật: có lẽ tôi không cố được. Đã 3 tháng nay, Vượng nhận thấy Đạt cứ đi vắng nhà luôn, có khi đi cả đêm. Vẻ mặt luôn luôn tư lự, chứ không vui tươi thảnh thơi như trước. Chàng bỏ cả tập võ, bỏ cả đàn địch. Vượng hỏi Thịnh thì Thịnh chỉ bảo: không hiểu anh ấy làm sao, tôi cũng không thấy anh ấy học bài như trước nữa. Hay nó chơi bời phải lòng ai? Không, điều ấy thì không, anh có thể chắc. Đã có một lần Vượng trách Đạt về sự lười biếng thì chàng tủm tỉm cười trả lời anh: tôi đã đến cái tuổi biết nghĩ ngợi, tôi lo cho tôi nhiều thứ, anh không phải quan tâm về sự lập thân của tôi. Thấy em nói thế, Vượng cũng bỏ qua. Này bỗng thấy em nói không thể cố được, Vượng sửng sốt: chú ốm hay sao? Không, tôi không ốm, tôi khỏe mạnh lắm. Vượng cau mặt: nếu đi học mà chú không chịu cố học thì con đi học làm gì? Thế là nghĩa lý gì? Đạt ngần ngừ: tôi không thể nói cho anh hiểu được. Vượng đang băn khoăn vì em thì một hôm trước ngày vào lớp, sau bữa cơm tối Đạt đi mất. Rồi 4 ngày hôm sau các nhà chức trách đến khám nhà. Vượng đã hiểu cái điều bí mật mà Đạt không thể nói với mình. Gia đình đang yên vui từ đấy bỗng trở nên buồn tẻ. Nhàn lâu lâu lại sụt sùi khóc. Mỗi lần thấy Nhàn khóc như thế, Vượng lại gắt: ồ, tại làm sao lại khóc? Khóc thì mọi việc cũng không thay đổi được. Thôi nín đi. Đã ít nói, từ đấy Vượng lại ít nói hơn. Không bao giờ chàng tỏ một ý kiến gì về việc Đạt đã làm, nên chẳng ai biết ý kiến của chàng ra sao.
Bà Xuân Thái và Hồ, từ ngày chàng từ chối không lấy quỳ, không bao giờ xuống chơi nhà chàng nữa, mà chàng thì cũng không lên. Đến hôm nay Hồ được đổi về Hà Nội, nghe tin ấy mới xuống hỏi thăm. Hôm ấy là buổi tối thứ sáu. Từ ngày vì Đạt làm cách mệnh phải bỏ trốn, Vượng không ở dưới nhà nữa, chàng lên gác ở chung với Thịnh. Lúc ấy chàng đang làm sổ, mà Thịnh thì đang học bài. Nghe thằng xe lên nói có Hồ đến, Vượng vội vàng xuống. Hồ trông thấy chàng nắm lấy hai tay. Thế nào, đầu đuối thế nào? Tôi nghe tin vội vàng đến hỏi thăm anh. Cảm ơn anh. Mẹ tôi nghe tin cũng toan xuống, nhưng vì mệt không đi được. Bà mẹ làm sao? Cảm soạn thôi, bệnh già ấy mà. Mợ tôi bảo mời anh lên chơi. Nay mai con Quỳ nó sắp đi lấy chồng rồi, nhà lại hiu quạnh, anh năng lên chơi cho mợ tôi vui. Vâng. Tại sao chú Đạt lại thế nhỉ? Thế có phải là uổng bao nhiêu công trình anh lo toan không? Vượng lặng im không trả lời. Hồ vừa khơi mào toan nhắc đến các việc trước thì Vượng vội gạt đi. Thôi, nhưng việc ấy đã là quá khứ, ta cũng chẳng nên nhắc nhở đến nữa. Thứ nhất là trong lúc này. Nhưng thế nào anh cũng phải lên nhé. Và đến hôm ngày cưới của em Quỳ, anh phải... chứ không thì tôi có cảm tưởng rằng anh giận chúng tôi. Sao lại có thể thế? Bà với anh không giận tôi thì thôi chứ. Nhưng cô Quỳ lấy ai đấy? Lý Hải, làm tham tá ở phủ toàn quyền. À, Hải thì tôi có biết. Học sau tôi 2 năm, hình như cùng một lớp với anh thì phải. Thôi, thế thì còn gì bằng. Vâng, khi nào cưới tôi sẽ lên. Thế cũng may, anh ta này mai có thể được bổ tri huyện. Cũng đã rục rịch. Hồ vừa ra được một lúc thì bà Phán Hữu đến. Lúc ấy Vượng đang nói chuyện với Thịnh về việc Quỳ, thấy bà Phán Hữu vào, Vượng khó chịu. Trước kia lúc đã chưa trốn đi thì thỉnh thoảng Vượng buồn vẫn xuống nhà bà Phán Hữu. Nhưng đã hơn 1 tháng nay, từ lúc Đạt bỏ nhà ra đi, Vượng không đi đâu nữa. Bà Phán Hữu vì không thấy chàng xuống mới lên tìm. Trước mặt nhàn, hai người vẫn làm ra như không có tình ý gì với nhau. Đã mấy lần bà Phán Hữu nhái bảo đuổi nhàn vào nhà trong, nhưng Vượng cứ lờ đi như không biết. Sau cùng bà Phán Hữu sốt ruột phải bảo: Hôm nay ông có rỗi xuống tôi đánh tổ tôm. Vượng nhận thấy nếu cứ để bà Phán Hữu ở đây thì rồi thế nào nhàn cũng biết chuyện, vội nói xui: Vâng, bà cứ về đi rồi tôi xuống. Bà Phán Hữu hớn hở đứng dậy: Chắc nhé, ông đừng nói dối để người ta phải chờ. Rồi khi Vượng tiễn bà ra cửa, bà thừa lúc nhàn không để ý, vội rỉ tai: Xuống ngay nhé, mình tệ quá, mình để cho tôi nhớ khổ nhớ sợ. Vượng cũng chỉ định tâm hẹn cụi thế để cho bà Phán Hữu đi đi. Nhưng khi bà đi rồi, Vượng lại nghĩ khác. Vượng xét rằng nói dối bà được lần này, nhưng lần sau bà lại đến. Mà trong khi các em chàng đã buồn vì thương Đạt, chàng có cái bổn phận không được làm một việc gì để cho các em chàng có thể buồn thêm. Chàng mặc áo, định bụng xuống chuyến này nói rõ cho bà Phán Hữu biết rằng từ nay chàng không thể xuống nữa, và yêu cầu bà đừng có lên nhà mình nữa. Chàng đang thắt cà vạt thì nhàn cầm 10 đồng lên đưa cho chàng. Phải đấy, anh đi đánh tổ tôm đi để tiêu khiển một tí. Vượng cầm tiền để cho nhàn khỏi nghi, rồi sẽ tát yêu vào má nàng. Anh buồn, dễ các em không buồn hay sao? Mà riêng mình anh đi tiêu khiển. Anh nể quá không nỡ từ chối, nhưng chỉ đánh 3 hồi rồi anh về. Chắc lúc ấy chú ba cũng còn chưa ngủ. Quay sang Thịnh: Anh đi nhé, chú cứ để mở cửa buồn, để khi anh về nhớ chú có ngủ thì anh khỏi phải gọi. Chàng đến phố Hàng Lộng thì thấy bà Phán Hữu đang khắc khoải chờ chàng. Thấy chàng, bà chạy ngay ra nắm lấy tay: Mình tệ bạc thì không ai bằng, ai đời đằng đẵng 1 tháng. Nhà tôi vừa có việc. Việc gì? À, việc cậu Đạt làm cách mệnh ấy à. Cái nhà cậu rõ dại, học ra làm quan đốc không muốn, thật là điên. Tôi từ nay không thể xuống chơi đây được nữa, tôi không còn bụng dạ nào đâu. Ô hay, chú ấy thì mặc chú ấy chứ. Thế mình không, mình chỉ xuống. Tôi không ngờ mình cũng là Sở Khanh. Bà Phán Hữu nói xong ôm mặt khóc hu hu. Vượng thương hại ngồi xuống cạnh: Tôi vẫn bảo tôi còn phải nuôi em, chưa thể lấy vợ được. Này xảy ra việc như thế này, tôi còn xuống đây vui thú thì sao phải? Các em tôi còn coi tôi ra thế nào? Thôi, mình bằng lòng vậy.
Trước kia Vượng đã nói thật với bà Phan Hữu rằng không thể lấy được nhau, nhưng bà Phan Hữu vẫn hy vọng rằng nếu mình khéo chiều chuộng thì một ngày kia Vượng sẽ siêu lầm. Nay thấy Vượng nói bằng một giọng cả quyết như thế, bà thất vọng. Ở những con người tầm thường, sự thất vọng đưa đến tức giận. Bà đứng dậy túm lấy ngực Vượng. À, mình là đồ đểu, đồ sở khanh, chơi no rồi mình bỏ. Cái miệng trước kia thì xoen xoét. Bà vừa nhiếc vừa toàn xé. Vượng bẻ hai tay bà gỡ ra, du bà xuống phía giường. Này mình, đừng nên làm cho tôi khinh. Trước kia là tự mình chứ có phải tôi quyến rũ mình đâu, mà tôi đã nói thật cho mình biết cả rồi cơ mà. Bà Phan Hữu lại toan xông đến, thì Vượng đã bế bổng bà đặt lên giường, rồi lấy chăn quấn lại. Mình đừng nên làm cho tôi khinh. Cái gia cảnh nhà tôi như thế, một người có lòng, ai có thể đi chơi trong lúc này. Mình phải nể tình cho tôi. À, thế ra mình đến đây chỉ để chơi đấy thôi. Vượng vẫn ôn tồn. Thôi, nói nhau làm gì lúc này vô ích. Tôi chỉ biết rằng tôi không thể đến đây được nữa. Mình chẳng đến thì thôi, mình tưởng tôi đây ế đấy à. Chán vạn đứa cần lấy tôi. Mình đừng thấy tôi quý mà mình làm bộ. Rồi tôi lấy người bằng 10 mình cho mình xem. Đó là điều tôi cầu phúc cho mình. Vượng nói xong xuống thang. Hết tập 4. Còn tiếp.